Trên màn ảnh quý vị các bạn đang là đội hình thi đấu. Chúng ta có thể thấy những gương mặt xuất sắc nhất đều có mặt trong danh sách chính thức. Trong trận đấu ngày hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy là huấn luyện viên đã bố trí một đội hình 4-4-2. Một pha dứt điểm ở tầm thấp. Pha dứt điểm không trúng đích. Ronaldo. William. Đường truyền không tốt nên đã bị cản phá. Pha không chơi bóng rất điệu nghệ. Cần có thêm những tình huống di chuyển không bóng và những khoảng trống để các tiền. Tỷ số là 1-0. Tỷ số này đang là 1-0. Thưa nhà báo Phan Đăng, anh đánh giá nào về cách chơi của đội tuyển trong khoảng hơn 10 phút vừa qua của trận đấu? Sau 12 phút về mặt ý tưởng chơi bóng thì tôi cho rằng là đội đang chơi với một ý tưởng chơi bóng khá phong phú. Họ có những cái pha tấn công biên, đặc biệt là biên phải với sự văng cao. Họ có những cái pha sút xa chẳng hạn, và họ có cả những cái pha đan lát bật nhỏ ở bóng sệt. Ý tưởng chơi bóng như vậy là khá phong phú. Nhưng về phía tôi cho rằng là họ tổ chức một cái phòng ngự số đông và làm chật trội không gian tấn công của đội cũng là một cách chơi bóng rất là phòng ngự, rất là thông minh. Và vì vậy trận đấu tôi nghĩ rằng là hứa hẹn rất là nhiều những cái mảng biến chiến thuật sắp tới ở những phút tiếp theo. Không được. Tiếng còi đã kết lên. Ronaldo. Đường truyền trở lại cho đồng đội. Mertesacker. Ronaldo. Ronaldo! Không vào! Pha xử lý rất kỹ thuật. Cú dứt điểm có quá nhiều kỹ thuật và lại thiếu đi sự tỉnh táo. William. Sanchez. David Luiz. Và họ đang phối hợp với nhau rất đẹp. Rất đẹp đấy. Quá bổng. Cú dứt điểm không trúng đích. Trong những trận đấu mà khu vực 16m50 của đối phương đã bị bịt chặt, người ta trông chờ rất nhiều vào những pha dứt điểm từ xa. Pha bắt bài rất tốt. Ronaldo. Aubameyang. 3 lần trở thành cầu thủ số 1 thế giới của FIFA, một điều chỉ Ronaldo và Zinedine Zidane làm được, cùng rất nhiều những điều kỳ lạ mà tưởng như người bình thường không làm được, đã khiến thế giới ngưỡng mộ, tôn vinh Ronaldo là người ngoài hành tinh. Không được. Thêm một tình huống nữa, khiến cho khung thành bị đặt trong tình trạng báo động. 3 lần trở thành cầu thủ số 1 thế giới của FIFA, một điều chỉ Ronaldo và Zinedine. Trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Hồng Quốc Bắc, vị trọng tài uy tín nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại. Quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của bạn. Cho đến lúc này cả hai bên đều chưa thay người. Một cái. Pha phá bóng không tốt. Chuyền vào. Một cái. Dứt điểm. Bóng đi sát sao của dọc. Mertesacker. Ronaldo.
thực tế đôi khi tấn công lại là một cách để phòng ngự. Làm gì nào? Pha bóng rất dứt khoát. Không thành công. Ronaldo. Và trả bóng về. Các cầu thủ khi chơi ấn tượng cũng thường có những cái vượt lên dẫn trước tới hai bàn. Bàn thắng này được thực hiện ở phút thứ 74. Và bây giờ anh đã có được bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Sóng gió đã trôi qua. Đó là một đường chuyền không tốt. Aubameyang. Vâng, anh ấy đã đọc được suy nghĩ đối phương, chặn được đúng đường chuyền. Tình huống xử lý vô cùng quan trọng. Và anh ta giành lại được bóng. Sergio Aguero. Chuyền đi. Tình huống phá bóng an toàn. Chỉ có một phút đã bù giờ. Ronaldo. Alexis Sanchez. Ba lần trở thành cầu thủ số 1 thế giới của FIFA, một điều chỉ Ronaldo và Zinedine Zidane làm được, cùng rất nhiều những điều kỳ lạ mà tưởng như người bình thường không làm được, đã khiến thế giới ngưỡng mộ, tôn vinh Ronaldo là người ngoài hành tinh. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu, vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay.